Sinh ra với chứng loạn sản sụn, Tina Seward, 20 tuổi Anh, có tuổi thơ khá khó khăn với chiều cao khiêm tốn. Tình trạng luồng bẩm sinh của Linus đã được xác định ngay từ lúc mới chào đời. Năm cô 7 tuổi, Linus bắt đầu ý thức được căn bệnh bất thường này. Trong lúc bạn bè cùng lứa đã bắt đầu dậy thì và cao hơn hẳn, thì Linus vẫn chỉ mặc quần áo của trẻ con. Mọi người thường nhìn chằm chằm vào cô và những đứa trẻ khác chế nhạo, gọi cô là người lùn. 14 tuổi, Linus ngừng phát triển chiều cao. Lúc này chiều cao của cô chỉ có 1,3 mét. Tôi không thể đi bộ quãng đường dài hoặc tập thể dục vì chân quá ngắn, cô gái nói. Ngoài bất thường về chiều cao, Linus vẫn phát triển hoàn toàn bình thường, cả trí não và nhận thức. Tuổi thọ cũng không bị ảnh hưởng. Muốn cải thiện nhược điểm lớn này, cô gái quyết định phẫu thuật kéo dài chân. Lần phẫu thuật đầu tiên vào tháng 8 năm 2011 tại Bệnh viện Chỉnh hình Agnes Hunt. Phần xương đùi và xương cẳng chân của cô bị bẻ gãy. Lúc này xương đùi của cô chỉ dài 23 cm. Sau đó các bác sĩ gắn vào chân cô một hệ thống khung thép có tác dụng làm giãn xương. Bác sĩ hướng dẫn mẹ cô cách thắt chặt các thanh kim loại để giúp giãn xương 1 mm mỗi ngày. Chịu đau đớn suốt 10 tháng trời, kết quả Linus đã cao thêm được 10 cm. Suốt thời gian 5 năm, cô trải qua 8 cuộc phẫu thuật, Linus cao thêm 18 cm. Giờ đây Linus cảm thấy tự tin hơn vì có thể mặc quần jean người lớn size 8. Và với chiều cao này, cô vẫn chưa muốn dừng kế hoạch kéo dài chân của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.